8 chiếc bánh cốm lá cẩm nhân mặn mình đã gói xong rồi nè các bạn. Món này mình làm dễ mà cũng rẻ tiền nữa mà ăn cũng ngon. Nếu mà mình ăn trong ngày á, thì mình cứ vậy mình bóc ra ăn. Còn nếu mà mình ăn không hết thì mình có thể bảo quản ở trong cái ngăn mát của tủ lạnh ấy. Rồi khi nào mà mình mang ra ăn thì mình hấp lên thì nó cũng sẽ mềm lại như cái ngày mà mình mới làm vậy á các bạn. Nguyên liệu để mình làm món bánh cốm lá cẩm và nhân mặn thì đầu tiên mình có chỗ này là 350 g cốm dẹp nè các bạn. Rồi mình có chỗ này là 100 ml nước cốt của cái lá cẩm á, mình nấu ra thì nó ra cái màu tím này nha. Rồi khi mà mình trộn vô cốm thì mình cũng có sử dụng 100 ml nước cốt dừa và mình có 100 g dừa nạo sợi, dừa nạo nhỏ chứ không phải là dừa nạo sợi, và có 50 g đường. Tuy là mình làm bánh nhân mặn nhưng mà cái phần vỏ mình vẫn có cho một xíu đường để cho cái phần vỏ nó hơi ngọt ngọt một xíu nha. Và đây mình có nửa muỗng cà phê muối này. Rồi còn về phần nhân á, thì ở đây mình có 100 g đậu xanh mình đã ngâm cho nó nở mềm, 150 g thịt heo xay, rồi mình có tiêu và bột nêm. Mình cho đậu xanh vô một cái nồi nhỏ các bạn. Và mình cho vô đây khoảng 300 ml nước. Và mình bật bếp lên để mình nấu để cho cái đậu xanh nó chín mềm nhừ nha. Nồi đậu xanh mình nấu nó đã cạn nước rồi nè các bạn. Mình mở lửa thiệt là nhỏ nha. Và mình dùng cái phới này này để mình tán nó ra cho nó nhuyễn. Mình có thể tắt bếp luôn nha. Mình bật bếp lên, mình bắc lên trên đây một cái chảo và mình có cho vô một ít dầu ăn ha. Và mình khi mà dầu nó nóng rồi thì mình cho cái đầu hành trắng này để mình phi cho nó thơm. Rồi mình cho cái thịt nạc xay vô. Mình nêm vô đây khoảng 2 muỗng bột nêm các bạn. Vì mình nêm vô như vậy để một lát nữa mình trộn với đậu xanh là nó vừa nha. Rồi cho vô đây một muỗng tiêu. Chắc mình nêm thêm một xíu bột nêm nữa đi. À, một lát nữa mình sẽ đảo cái đậu xanh vô mình trộn vô á. Khi nãy mình nấu đậu xanh mình không có cho muối á, mình xào để cho thịt nó chín hẳn luôn. Thịt mình xào nó đã chín kỹ rồi đó các bạn. Thì mình sẽ cho cái chỗ mà đậu xanh khi nãy mình đánh nhuyễn á, mình cho vô nha. Mình đảo đậu xanh và thịt cho nó đều với nhau. Chỗ này mình có thể mình tắt lửa đi cũng được các bạn, vì đậu và thịt nó cũng đã chín hết rồi. Mình dùng cái phới dẹt này này mình đảo. Phần nhân đậu xanh và thịt mình đã trộn đều với nhau rồi và mình đã để nó hơi nguội nguội rồi. Bây giờ mình đi vò viên này các bạn. Mình lấy một cái giấy bóng kiếng mình cho vô một xíu dầu ăn á, rồi mình vò, mình vo thành những cái viên tròn ha. Mình vo nó tương đối thôi, vậy là được rồi. Và ở đây mình có một cái dĩa mình đã quét vô một xíu dầu ăn rồi. Mình cho nó vô cái dĩa vậy. Và mình cứ tiếp tục mình làm cho nó hết cái phần nhân này nha.
Mình cho 50 g đường vô cái nước cốt của lá cẩm này và một xíu muối. Mình quậy để cho nó tan đó hả? Và khi nó tan rồi thì mình chế vô cái cốm dẹp nha. Mình chế vô từng ít một. Mình đảo. À, quên, khi nãy mình có cho cái nước cốt dừa nó chung vô với cái nước cẩm đó các bạn. À, mình cứ đảo một chập để cho cái cốm nó thấm với nước lá cẩm và nó nở ra. Khi mình đảo được một chập rồi thì cái lượng nước nó đã rút hết vô cái cốm dẹp rồi nè các bạn. Bây giờ mình cho dừa vô để mình đảo nha. Bắt đầu mình cho một nửa thôi. Mình cho hết luôn nha. Mình cho cốm dẹp đã trộn dừa vô trong một cái xửng nha. À, mình dàn nó đều đều ra, mình để nó trống trống cái khoảng giữa này này cho cái hơi nước nó thoát lên nha. Và ở trên bếp đây mình có bắc lên một cái nồi nước nó đã đang là sôi rồi này các bạn. Và mình đặt cái nồi cốm dẹp lên mình hấp nha. Mình hấp khoảng cỡ 15 phút thì cốm của mình nó sẽ mềm, chín mềm. Nồi cốm lá cẩm nhân đậu xanh của mình á, nó đã chín rồi nè các bạn. Sau 15 phút đã chín rồi thì mình tắt bếp nha. Rồi mình đưa nó ra ngoài nha. Khi cốm dẹp nó đã nguội bớt rồi thì mình mang đi bắt bánh nè các bạn. Mình có chuẩn bị ở đây một cái giấy bóng kiến mà mình có quét lên một xíu dầu ăn nha. À, mình cho cái phần cốm dẹp ra. Mình định gói khoảng 8 cái thì mình chia ra 8 phần ha. Rồi mình đè cho nó mọng ra. Mình làm như vậy thì nó dễ gói nha. Rồi mình cho vô đây một phần nhân. Rồi mình túm cái mí nó lại. Làm cách này rất là dễ làm. Và mình lăn cho nó tròn ha. Mình lăn lăn cho nó tròn. Nó tròn nó tương đối như vậy là được rồi nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gói nó vô cái lá chuối để cho nó đẹp ha. Mình có chuẩn bị ở đây một miếng lá chuối. Cái bề này nó cái bề dài nó gấp đôi chiều rộng nha. Và mình có quét lên đây một xíu dầu ăn rồi. Rồi mình đặt cái phần bánh mà mình đã nắn rồi, mình đặt lên. Mình đè nó ra. Nó sẽ có cái hình dẹp dẹp như vậy nè các bạn. Rồi bây giờ mình có chuẩn bị ở đây những cái miếng lá chuối mình đã cắt rồi, mình rửa, mình nấu nước sôi, mình trụng bằng nước sôi rồi mình lau sạch sẽ rồi nha. Rồi thì mình sẽ cho cái phần mặt màu nhạt ở bên trong, màu đậm bên ngoài cho nó đẹp. Mình gói nó vô.
Đây là mình gói để cho nó đẹp thôi, chứ còn phần bánh thì nó đã chín rồi, mình không có hấp nữa nha. Rồi khi mình gói rồi thì mình đè nó bẹp bẹp ra. Rồi. Mình đã được một chiếc bánh cốm rồi này. Mình tiếp tục mình làm cho nó hết cái phần cốm và phần nhân còn lại nha. 8 chiếc bánh cốm lá cẩm nhân mặn mình đã gói xong rồi nè các bạn. Món này mình làm nó dễ mà cũng rẻ tiền nữa mà ăn cũng ngon. Nếu mà mình ăn trong ngày á, thì mình cứ vậy mình bóc ra ăn. Còn nếu mà mình ăn không hết thì mình có thể bảo quản ở trong cái ngăn mát của tủ lạnh ấy. Rồi khi nào mà mình mang ra ăn thì mình hấp lên thì nó cũng sẽ mềm lại như cái ngày mà mình mới làm vậy ấy các bạn. Một món ăn ngon mà dễ làm. Mến chào các bạn nha.